Đó, chị em rồi. Tôi em chào chị. Em tôi. Ủa vậy hả? Dạ. Tôi nghe tôi ngờ ngợ rồi. Nhà gái xuất hiện rồi. Bây giờ đàn trai xuất hiện, xin mời. Chào Linh. Chào em. Trời ơi dễ thương quá. Ngồi đi, ngồi đi, em qua đây. Linh ơi, cái này sao có không khí Tết quá Linh. Không khí của lễ hội. Bên nhà trai sẵn vậy giới thiệu luôn đi. Giới thiệu luôn đi em. Gặp em là thấy có niềm vui, có lễ hội rồi đó, có sự may mắn rồi đó. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ và gia đình bạn nữ cùng khán giả đang xem hình. Một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Võ Thanh Sang. Năm nay em 36 tuổi, hiện đang là trưởng đoàn lân sư rồng sang anh đường. Đây là một cái đội lân cũng rất là nổi tiếng nha, phục vụ rất nhiều lễ hội luôn đó. Em đội trưởng luôn hả? Dạ em trưởng đoàn. Rồi còn em, giới thiệu liền cứ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh ngồi kế bên em ạ. Và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Ngọc Lan, tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Ngọc Lan. Em 33 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng tại một công ty ở huyện Bình Chánh . Rồi cái điểm mạnh của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng dễ hòa đồng với mọi người. Trong công việc thì em luôn cố gắng hết sức mình trong công việc của em. Và em cố gắng hoàn tất những công việc mà em đang còn lỡ dở chị. Điểm yếu của em, cái khuyết điểm . Điểm yếu của em là em hơi khó tánh . Đối với bạn bè xung quanh mình có khó tánh không? Dạ cũng chút xíu . Cũng chút xíu luôn. Rồi mai mốt mình có chồng khó tánh với chồng không? Dạ chắc không chị. À không hả? Chỉ dễ riêng với chồng là dễ tánh thôi hả? Dễ gì không, chắc cũng có chút xíu luôn. Rồi mà em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, vui tính, em không biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt. Tốt. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là có phần quan tâm với bạn của mình hơi thái quá chút xíu. Quan tâm mà thấy thái quá luôn hả? Dạ. Tức là đi đâu cũng hỏi làm gì, sức khỏe làm sao, ăn uống làm sao, ngủ làm sao, tắm làm sao, rồi không, đi chơi không, với không, bạn. Bỏ cái phần tắm anh, cái phần kia anh nói đúng rồi. Chỉ bỏ phần tắm thôi hả? Phần tắm là em không có hỏi. Còn tất cả mọi thứ đều quan tâm đúng không? Dạ gần như quan tâm. Ủa em lập đội lân này lâu chưa? Dạ em lập đội lân được tổng cộng là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em học võ múa lân này từ năm 11 tuổi. Múa lân có võ nữa hả? Dạ có môn võ để mà phối hợp để làm những cái mã bộ của lân. Rồi. Cái cuộc sống với cái nghề nghiệp của mình là em có đủ sống không? Dạ cái nghề múa lân này cũng tạm ổn, về sau này nó phát triển thành bộ môn thể thao á, nó hoạt động nhiều với công ty sự kiện cho nên cũng đúng rồi. Múa lân hiện nay là một trong những bộ môn mà có thể tất cả sự kiện, hội nghị, lễ hội ai cũng là mời múa lân hết trơn, làm ăn được lắm . Để em nghe em phấn khởi không em? Dạ thì nếu mà nói về múa lân thì nó hẳn ra là mẹ em là người Hoa. Mẹ em cũng thích múa lân đúng không? Dạ. Em có thích múa lân không? Dạ em cũng thường xem chị. Vậy hả? Em có nghĩ là sau này chồng của em sẽ là nghề múa lân không? Dạ em cũng hy vọng cũng được tốt chị. Ồ vậy đó hả? Còn cái đường tình duyên của em sao nè? Dạ thì tình duyên của em cũng quen được 2-3 mối tình chị. Thì mối tình gần đây thì em cũng quen được 3 năm. Nhưng mà sau này là em chia tay là vì anh đó có quen người khác chị. Anh đó có người thứ ba? Dạ đúng rồi. Và cái chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 chị. Được 1 năm rồi, tại sao em lại rơm rớm nước mắt như thế này? Em còn nhớ người ta hay là em vì tự ái, em hận, em giận? Dạ em giận chị. Em còn thương người ta không? Dạ, khi mà em tham gia chương trình này là khi đó là em muốn có một cái tương lai khác chị. Khi mà em và anh chia tay á, thì em nghĩ là nếu mà mình không có duyên thì có thể là giống như là mỗi người tìm cho mỗi cho mình một cái cuộc sống riêng chị, một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng chị. Có nghĩa là em đã dứt khoát tư tưởng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình tham gia chương trình này có nghĩa là cuộc đời mình có một cái trang mới hoàn toàn. Mình không nghĩ gì đến quá khứ nữa. Dạ. Đúng không nè? Dạ đúng rồi chị. Rồi còn bên kia, bên đàn trai ơi. Đường tình duyên của em sao đó? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Dạ mối tình đầu tiên của em là 3 năm. Nhưng vì còn thời trẻ nên cũng có lúc hiếu suy nghĩ. Không có được chín chắn hả? Chín chắn, dạ.
Còn mối tình thứ hai là 5 năm em cũng bị vướng người thứ ba. Cho nên vướng là... cái người thứ ba là em vướng hay là cái bạn gái em vướng? Dạ, bạn nữ vướng trong chỗ làm, cho nên là em cũng xin rút. Vậy là hai người đều có người thứ ba xuất hiện hết. Cố gắng giờ mình có hai người thôi nha. Chuyện hai người thôi, đừng có chuyện ba người nha. Dạ. Kìa. Đó, chị em kìa. Tôi. Em chào chị. Em tôi. Ủa vậy hả? Dạ. Tôi nghe tôi ngờ ngợ rồi. Anh Sang, Sang gì? Sang anh Đường. Sang anh Đường là tôi ngờ ngợ rồi. Bởi vì kịch Phú Nhuận làm lễ làm gì đó mời. Không, chị Vân lên nhà em rồi. Bữa đó là làm cho Phi trong cái chương trình hát một cái chương trình yêu. Thi đây mời là lần này. Múa đúng không? Không, đúng em rồi. Dạy cho Phi quýnh trống. Dạy cho Phi múa trống. À dạ. Hơi em chị em ơi, em chị mối mối. Rồi vậy là yên tâm rồi. Yên tâm cho bên nhà gái. Nhưng mà giờ cuối cùng tôi gặp nó rồi, giờ tôi phải lo cho nó nữa. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Trung thủy. Trung thủy. Gì nữa? Hiền. Biết thương gia đình, biết lo gia đình. Vậy thôi ha. Dạ rồi. Bây giờ có cái hình mẫu lý tưởng nào về ngoại hình không? Chứ ông cũng làm văn nghệ rồi, cũng làm nghệ thuật đồ, ông muốn gặp nhiều người đẹp đó. Thì giờ sao nè, ông nói nghe coi cái ngoại hình em muốn cái gì nè Sang. Dạ, ngoại hình thì dễ thương là được rồi chị. Ừ, dễ thương. Dạ. Mỏng mỉm như chị chịu không? Cười gì? Mà cười một nụ cười rất là ngầm ý là sao? Là sao? Vậy là hỏi không thiệt, muốn rồi đó. Hỏi thiệt. Dạ. Giờ muốn cái người yêu của mình mập hay là ốm nè? Dạ, em mập rồi chắc ốm nó dễ thương. Chị thấy em mập rồi đó. Em chồng mập là phải đi với mập. Dạ. Mập đi với ốm rồi cực. Nó có những cái mà nhiều khi là người này mặc cảm, người kia mặc cảm rồi cũng xung đột rồi cái lộn. Dạ. Hai vợ chồng phải đồng thanh đồng thủ, ví dụ vậy đó, hiểu em chưa? Em thấy anh Lê Tuấn Anh đi gì Hồng Dân chưa? Thôi đừng có đem hoàn cảnh gia đình đưa ra. Anh Tuấn Anh anh ốm mà. Anh đô, là, anh đô còn... Cái đó là em nói về anh của em cách đây 20 năm nha. Còn bây giờ anh của em với chị là tương đồng. Dạ. Còn em chọn người bạn đời của em theo tiêu chí nào? Dạ. Em. Dạ, em chọn người bạn của em thì ảnh hiền chị. Chín chắn. Dạ, biết lo cho gia đình. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, thì em ảnh cũng vừa người là, hay là vừa người là được ra anh không? Chỉ cao tầm cỡ 1m6 hay 1m65 là được rồi. Bây giờ em nói tiêu chuẩn bên đây anh thấy hợp lắm á. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với lại bạn đồng nghiệp bên nghề múa lân luôn ạ. Chào tụi em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nữ. Em là Trịnh Đức Hoàng, đồng nghiệp bên ban trọng tài Liên Sư Hồng cưa với bạn Sang. Em thấy bạn nữ này với bạn Sang cũng rất là phù hợp. Sang ơi, bạn này tính cách với công việc đồ cũng rất là ok. Có thể để duyên đến với nhau mình nên đến. Một lát hai bạn nên ok với nhau chút xíu. Ok là bấm nút đó phải không? Dạ dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi còn em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ và ba đứa em à. Và các bạn đồng nghiệp của em à. Dạ, chào chị. Dạ. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Nhân. Dạ. Tôi là mẹ của Ngọc Lan. Dạ. Được á, dễ thương, hiền. Cho hai đứa có cơ hội cho hai đứa nó đến với nhau nữa. Trời ơi. Gọn lẹ thôi. Mẹ nói mà mẹ nháy mắt á. Được. Được, hiền. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ mình kéo rào thôi. Rồi. Cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Bây giờ khoan từ từ nha. Để coi cô đoán em sao. Mở rào. Đó, thấy nguyên con lân rồi đó. Đó, em đoán đi. Người đối diện của em là ai? Cái thái độ đó là thái độ thích hay không thích vậy trời? Thích hay không thích vậy ông? Nó chắc thích. Anh. Ấn tượng à, ha. Anh có món quà gửi tặng cho em. Đây là cái hình ảnh con lân mà nó tượng trưng cho niềm đam mê cũng như là công việc của anh đang theo đuổi. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ, đây là món quà em gửi đến cho anh. Đây là bánh nhà làm, là bánh bông lan của nhà em làm ạ. Dạ, cảm ơn em. Bánh này ý nghĩa lắm á. Bánh bông lan đó, ăn đi. Dạ. Ăn lan đi. Ăn bánh bông lan chứ quên. Hai người trò chuyện đi. Dạ, trước khi mà chưa có mở rào ra
Dạ. Thì anh trong anh cảm nhận em là người như thế nào, giống như trong suy nghĩ là có đúng với ý của anh hay không á? Lúc mà chưa kéo rào, anh nghe giọng nói của em rất là nhẹ nhàng và ấm áp, có vẻ như em là một người dịu dàng. Dạ. Khi mà kéo rào ra rồi em thấy anh rồi, em cảm giác như thế nào? Thì em thấy anh cũng là người thiệt tình, với lại cũng vui tính. Anh Linh ơi, mình có mấy phút để trò chuyện nha anh Linh? 2 phút. Không, mấy mình bấm nút luôn đi rồi về mình hẹn tiếp. Chứ 2 phút đâu có đủ đâu. Dạ đúng rồi anh. Nói nghe nè, mà dạ. Sang là ngoài cái múa lân ra là những tài lẻ của em là gì nữa? Có biết ca hát hay là múa nhảy hay gì không? Dạ em có hát, nhưng mà chắc phải hát karaoke chứ. Lúc em run quá em không có thuộc lời. Nhưng mà nếu mà hát mà có gì cổ động anh chút xíu nha. Dạ nếu em thuộc cái lời bài hát đó em sẽ hát cùng anh. Làm vợ anh nhé, anh có đôi bờ vai đủ sòng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, wow. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Rồi bây giờ nè, em nói đi, hẹn hò sao đi Sang? Hỏi có nhà bạn gái gần nhà mình không? Dạ, cảm ơn anh là gợi ý của Quyền Linh. Hiện nay nếu mà anh có thể hẹn em đi xem phim hay là uống nước, thì anh có thể là đón em ở đâu? Anh có thể đón em ở nhà của em. Em đang sống với ba mẹ của em. Nhà em ở quận em mấy? Là ở quận Bình Tân à. Bình Tân? Dạ đúng. Bình đường gì em? Dạ đường Lê Văn Quế à. À Lê Văn Quế. Gần nơi anh đang giảng dạy múa lân. Trời ơi, vậy hợp lý quá. Dạ chắc con cũng xin phép mà. Xin đi, nói đi. Xin phép, xin chào bác ạ. Ông xin bác là con được hẹn hò với bạn này. Ủa xin liền vậy luôn đó, ông xin liền luôn đó trời. Xin liền luôn. Tôi không nghĩ là em tôi nó dạng dĩ vậy luôn á trời ạ. Nói coi bác đồng ý không, xin gì nữa đem đi. Dạ, nãy bác đồng ý rồi anh. Có chưa? Rồi. Được, đồng ý. Trời dạ. Ơi, trời ơi, bác đồng ý luôn, bác xúc tích quá luôn. Còn quan trọng là cô kia có đồng ý hay không. Bạn ấy cười là đồng ý rồi à. Em chấp nhận đồng ý à? Đồng ý mình bấm nút luôn. Em bấm ơi. Nút đi trời ơi. Anh hỏi đẹp luôn nha. Anh rồi 3, 2, 1 bấm luôn. Trời ơi à. Lẹ làng. Vậy cho nó gọn luôn. Thiệt luôn á. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mai mối mà nó lẹ làng suôn sẻ như bữa nay. Nó hợp lý như thế. Hai đứa nắm tay nhau đi. Dạ. Rồi xin phép mẹ tương lai là cho con hung bạn gái con cái. Con xin bác cái cho con được nắm tay và hung bạn nữ con gái của bác. Được. Trời ơi, có nhẹ nhàng không? Đưa cái má lên. Đấy, rất là dễ thương luôn á. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Cream Daily cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có bộ quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Rồi